chúng ta hãy cập nhật liên quan tới Elon Musk đi và đồng Dogecoin đồ thì chúng ta đã thấy là ở bên trên này đó thì chúng ta có May Musk May Musk là mẹ của Elon Musk và chụp tấm hình có một chú chó và để tên là nơi mà chúng ta nên có mặt đó chính là X có nghĩa là cái ứng dụng X ứng dụng mà chúng ta đã biết có tên Twitter trước đây À, và sau đó chúng ta đã thấy là có uh, Dose Designer ở trên Twitter cũng đã nói là Nếu các bạn là blogger, podcaster, journalist, các bạn à, là một người mà thích meme, các bạn là một influencer, một người bằng sức ảnh hưởng đó Thì các bạn cũng nên hoạt động ở trên nền tảng X này Và chúng ta thấy là bên dưới này đó thì Elon cũng đã comment X là một nơi mà thân thiện với lại chó và ngay cả Dose nữa nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy là giá đồng Doge của ngày hôm nay đó thì thật ra cũng không có sự ảnh hưởng nhiều đối với cái lời nói này của Elon Musk các bạn tăng 2.2% trong vòng 24 giờ qua thậm chí còn tăng 10% thấp hơn cái Cardano nữa các bạn à, và những đồng khác thì chúng ta thấy là đồng Dogecoin là một trong những đồng mà nhiều người luôn trông chờ Elon Musk làm gì đó để chúng ta có thể thấy được là đồng Doge này được tích hợp với X Nhưng mà từ khi mà mua Twitter đến bây giờ chúng ta cũng không nghe nói tới một cái kế hoạch nào gọi là cụ thể hết và gần đây chúng ta cũng không thấy Elon Musk nói nhiều về đồng Dogecoin đồ nữa chỉ trong một thuyết này mà thôi đương nhiên cũng làm nhiều người có cái sự hào hứng các bạn nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến giá cả của đồng Doge đồ hiện tại tôi nghĩ là nếu chúng ta muốn đồng Doge đồ À, có cái sự tăng trưởng đó, thì Elon Musk cũng cần phải có một cái kế hoạch gì đó cụ thể hơn cho tới bây giờ chúng ta vẫn không thấy những thông tin liên quan đến là cái ví của X như thế nào tích hợp những crypto nào trong đó à, có đồng nào liên quan tới đồng X là không hay là có những cái hệ thống gì liên quan đến blockchain hay là crypto nói chung tất cả những cái đó đều rất là mập mờ các bạn và Elon Musk thì cũng thường hay thích giống như là chơi đùa những cái sự mập mờ như thế này. À, cho nên cũng làm cho nhiều người khó hiểu và cũng làm cho nhiều bực mình các bạn nhưng mà thường đó hồi xưa những cái lời nói như này dẫn đến đồng đô đồ tăng trưởng nhưng mà hôm nay đó thì đã không có hiệu ứng đó và nói tới đô coi đó thì à, có một người ừ. rất nổi tiếng các bạn Người này đó ở trên Twitter có tên là Slim Doge Millionaire Đây là một cái chơi chữ các bạn, các bạn đã biết là bộ phim rất nổi tiếng ở Ấn Độ là Slim Dog Millionaire Tôi nói là nhiều người đã biết nhưng mà thật ra thường cũng chưa bao giờ xem phim này các bạn Thậm chí biết phim này nó có liên quan đến là ai muốn trở thành triệu phú Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ xem nói chung đó thì người này cũng chơi chữ và có cái uh, Twitter handle là Slim Doge Millionaire thì đây là một những người mà rất nổi tiếng năm 2021 các bạn người này đó là bây giờ 35 tuổi mọi người mà đã mượn tiền rồi mua rất nhiều đồng Dogecoin và đã trở thành triệu phú trong thời gian rất là ngắn à, và người này đó ở thời gian đỉnh điểm thì uh, đã có cái sự chia sẻ là cái portfolio của mình, cái cao của mình đã cho thấy được là có gần như là 3 triệu đô la Dogecoin và lúc này là lúc mà thường nhớ là livestream với lại Graham Stephan Graham Stephan là một người rất nổi tiếng trong YouTube liên quan tới tài chính cá nhân thì lúc đó đó là cái lúc mà chúng ta có cái SNL cái chương trình hài mà có Elon Musk ở đó thì lúc đó chúng ta thấy là giá cả đồng đô cũng đã tăng và thời đỉnh điểm đó người này có gần như là 3 triệu đô la nhưng mà bây giờ đây người này chia sẻ chỉ còn có 50.000 đô thôi các bạn à, Và hỏi tại sao lại như vậy thì đương nhiên tại vì không chút lời rồi à, Thôi nhớ lúc đó, đó biết bao nhiêu người nói là nếu như mà đã trở thành một triệu phú trong thời gian ngắn như vậy Mà có tới 3 triệu đó và chỉ cần một triệu thôi đã thay đổi Cả cuộc đời người này thì tại sao lại không có chút lời một phần Cho dù cực kỳ tin tưởng thế nữa cũng không nghĩa là không chút lời các bạn Nhưng mà đáng tiếc là Slumdose Millionaire đã không chút lời một chương điều mà thuận khó hiểu ở đây đó là nếu các bạn đọc những bài viết được chia sẻ năm 2021 đó thì người này một mặt là đầu tư mà khác nữa đó là mượn tiền và cuối cùng nó đầu tư tổng cộng là 250.000 đô vào ngày 5 tháng 2 của năm 2021. Lúc đó đó thì đồng đô còn là khoảng 4.5 cent mà thôi, như là 0.045 đô la các bạn. Bây giờ đó thì đồng Dogecoin chúng ta cũng thấy vẫn ở mức là 0.06 nghĩa là vẫn cao hơn thời điểm đó. Thì cũng không hiểu tại sao bây giờ người này chỉ còn có 50 ng ngàn đô mà thôi à, Đương nhiên người này cũng đã tiếp tục mua thêm được các bạn Và nếu như các bạn lên trên Twitter người này đó thì cũng đã có nhiều cái post chia sẻ là mua liên tục Như có thể là mua nhiều ở những mức cao cho nên bây giờ mới còn 50 ngàn Có khả năng là như vậy hay là cái bài viết này đã không có chính xác Nói chung đó thì Thuận cũng đã từng thấy account người này lên tới mức là 3 triệu đô la Bây giờ chỉ còn có 50 ngàn đô thôi Và đương nhiên bài học ở đây đó là chúc lời các bạn đương nhiên đây chỉ là những cái quan điểm cá nhân của thùng mà thôi mỗi bạn thì sắp một cái chiến lược nhưng mà các bạn nên nhớ đó là những quy định thôi đặt ra cho bản thân của mình trong đó thứ nhất là đừng tin ai các bạn tại vì sao tại vì thật ra đó mọi người đều tìm hiểu và đầu tư theo cái cách của họ cho nên các bạn không thể tin tưởng bất cứ một ai hết đó. đừng nói là họ muốn gạt các bạn cho dù họ là một người tốt đi nữa đó thì các bạn tin tưởng họ tuyệt đối cũng không có nghĩa là họ sẽ không có phạm lỗi lầm dẫn đến bạn cũng sẽ bị thua lỗ cho nên đừng tin ai và đương nhiên đừng tin ai đi Chung với lại các bạn nên tự tìm hiểu và tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình. Bây giờ đã không giống như là thời điểm năm 2017 nữa các bạn. Các bạn Google là có biết nhiều thông tin, các bạn muốn sử dụng bí lạnh, các bạn muốn tìm hiểu XRP là gì, các bạn muốn tìm hiểu Ether là gì, các bạn muốn biết tại sao Bitcoin có giá trị hay là các bạn không thích Bitcoin, muốn biết tại sao Bitcoin sẽ không có giá trị. Thì tất cả những thông tin đó nó dễ dàng có được, chứ không giống như là cách đây 6-7 năm mà cực kỳ khó khăn để có những thông tin đó. Bây giờ đã hầu như là những cái thông tin ở đâu cũng có hết các bạn chỉ cần các bạn google mà thôi cho nên tự tìm hiểu cực kỳ quan trọng à, tự giữ crypto lý do là sao thì thường không cần phải nói nhiều rồi các bạn những gì chúng ta trải qua năm ngoái như bạn có thể hiểu là tại sao rồi biết bao nhiêu là công ty lớn đồ sộ giống như là Titanic các bạn Titanic là một cái thuyền mà không ai nghĩ sẽ chìm các bạn nhưng mà cuối cùng cũng chìm và những công ty đó cũng như vậy và sau này cũng sẽ có những công ty khác cũng sẽ như vậy nữa các bạn nó sẽ không dừng lại ở đây nhớ chút lời nếu các bạn không chút lời nên người khác sẽ chút lời giúp các bạn các bạn đầu tư để làm gì các bạn các bạn đầu tư chỉ để, đầu tư hay là mà đầu tư để vì một lý do nào khác và khi mà các bạn đạt được cái mục đích đó tại sao lại các bạn không chúc lời để mà thực hiện lý do tại sao các bạn đầu tư chút lời để mà thực hiện những cái gì đó đương nhiên chút lời không nghĩa là các bạn bán hết tất cả thương đâu có bán hết tất cả đâu các bạn nhưng mà thương cũng bán đủ năm 2021 để mà thực hiện những gì mà mình cần nếu các bạn thích mua nhà, mua xe, lấy vợ, kinh doanh Tất cả những cái đó đó đều có thể thực hiện được nếu như mà các bạn biết cách chốt lời và các bạn mua từ từ trung bình giá cũng như là thuận thì chốt lời cũng như vậy các bạn các bạn trung bình giá chốt lời từ từ không có nghĩa là các bạn all in là all out nhưng mà chốt lời đây là một khái niệm rất là quan trọng và thường nghĩ là ai cũng phải trải qua năm 2017 đó đâu có chốt lời đâu các bạn thường đã chứng kiến bitcoin từ 800 đô lên tới 20.000 đô không chốt lời dẫn đến bitcoin tại 20.000 đô xuống chỉ còn có 3.000 mấy thôi nhưng mà Thuận cũng đã tiếp tục lưu trữ và cuối cùng đó thì cũng như là mong đợi và sự tin tưởng đó, giá cũng đã có sự hồi phục và hy vọng người này cũng như vậy các bạn có thể người này tiếp tục lưu trữ 50.000 đô 50.000 đô là con số không hề nhỏ nếu chúng ta chỉ nói riêng về Dogecoin và nếu như Dogecoin thật sự có thể trở lại mức giá cũ trở lại một đô la thì người này có thể là lời rất nhiều hy vọng là như vậy phân bổ vốn các bạn phân bổ vốn đó có nghĩa là các bạn không chỉ riêng là chia ra đầu tư nhiều đồng khác nhau thường cảm thấy là nhiều bạn đó à, có cái sự lo lắng rất là nhiều mỗi lần mà giá cả đi xuống thì một đó là tôi nghĩ là các bạn đã đầu tư nhiều hơn là mình có thể à, và hai có thể là các bạn đầu tư quá nhiều về những đồng một vốn hóa nhỏ và các bạn không phân bổ vốn mà cứ tập trung cho nên mỗi lần mà có một thông tin gì đó liên quan tới là đội này hay đội kia gặp vấn đề giao thức này bị hát đó, thì các bạn là cực kỳ lo lắng à, và có thể các bạn vay mượn đây là một trong những điều mà các bạn cũng nên suy nghĩ đến không nên vay mượn để mà đầu tư tại vì đầu tư đã căng thẳng rồi các bạn vay mượn đầu tư đó thì lại càng căng thẳng hơn nữa và zoom đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh và nói tới đây đó thường cũng muốn dành thời gian để mà cập nhật cái trên một đầu tư với các bạn tại vì mới nhìn lại đó một tháng rồi chưa có cập nhật các bạn một tháng qua thật sự là cũng rất là bận mà có nhiều chuyện à, thường đó thì mỗi hai tuần thì một lần thì uh, thuận đã không cập nhật hai tuần trước đó và cách đây khoảng chừng vài ngày thì cũng không cập nhật thì bây giờ thuận đã cập nhật rồi các bạn à, sau một tháng đó thì uh, nếu nhìn riêng về crypto đó không có thể thay đổi nhiều các bạn chúng ta có nhìn thấy được là bitcoin thì cũng cỡ đó 67 phần trăm ether thì cũng cỡ đó 22 phần trăm bnb thì cũng cỡ đó các bạn 4.96 so với 5.03 thì cũng không khác biệt nhiều à, cardano thì phần trăm cũng tương tự như vậy nói chung đó thì sự thay đổi không có nhiều trong vòng khoảng chừng là một tháng qua đó thì thường vẫn tiếp tục trung à, bình giá phần lớn về Ethereum và xrp thì Ether ai cũng hiểu là tại sao thường đầu tư nhiều rồi các bạn Tại vì lòng tin thường vào Ether đó thì rất là cao Và đã có lòng tin từ bao nhiêu năm qua rồi XRP đó là một đồng mà các bạn đã biết là Thuận tích lũy khoảng chừng là 7-8 tháng vừa qua mà thôi chứ không phải là tích lũy trong cái đợt vừa rồi Và XRP cũng không phải là một đồng mà đạt được cái đỉnh mới Thì nhiều bạn cũng đặt câu hỏi là tại sao thường lưu trữ XRP Điều các bạn nên hiểu đó là XRP sẽ mãi mãi không phải là cái phần lớn trong cái danh mục của thuận thì bây giờ đó là khoảng 154% mà thôi và XRP đó thường nghĩ là nhiều lắm là khoảng 2% thôi Nói chung đây là một phần rất là nhỏ trong danh mục đầu tư của Thuận cũng giống như là Madrid Doslana Solana một số đồng khác các bạn Không chiếm tới 1% nữa nhưng mà XRP đó là 154% cũng vẫn là một phần cực kỳ nhỏ Thì Thuận lưu trữ đó tối thuận thường không có hứng thú nhiều liên quan tới là XRP sau này được sử dụng rộng rãi hay là không có được sử dụng để mà chuyển tiền như là mọi người mong muốn hay không thuận thì nghĩ đến là bây giờ cái điều kiện cũng đã coi như là xong một phần rồi đó là phần lớn thì công bồ nếu như mà qua được đợt này đó thì họ cũng có khả năng là sẽ lên sàn chứng khoán và nếu như mà họ đợi đến thời cơ lên sàn chứng khoán giống như là Coinbase thời cơ đỉnh điểm trong cái đợt tăng trưởng kế tiếp này thì XRP thường nghĩ là cũng sẽ có một sự tăng trưởng theo đó cho nên thường muốn lưu trữ một phần nhỏ vì lý do đó mà thôi XRP đó có thể là cũng không phải là một cái gì đó thường lưu trữ dài hạn đâu các bạn dài hạn đó thì tuy là các bạn nhìn thấy thường lưu trữ nhiều đồng trên màn hình nhưng mà dài hạn đó thường chỉ tin tưởng nhiều nhất vẫn là Bitcoin thứ nhì là Ethereum những đồng khác đó chỉ là tin tưởng một phần mà thôi các bạn và đương nhiên đây là update mỗi hai tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư thông tin dùng để tham khảo mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi bạn sẽ có mọi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau và tổng tài sản của thuần thì crypto vẫn là phần lớn hiện bây giờ các bạn là 55.46% trăm À, chúng ta có cái phần lớn thứ nhì ra là bất động sản là 31.8%, tiền mặt của thuận là khoảng 8.1% và cổ phiếu của thuận thì vẫn thấp các bạn 4.5%. Đây là kết cấu hiện tại so với lại cách đây một tháng đó thì chúng ta thấy được là cái sự thay đổi nó cũng không phải là nhiều lắm. Chúng ta nhìn thấy được là crypto đó có một cái sự thay đổi là giảm xuống không phải là tại vì thông bán các bạn mà ngược lại. Tại vì chúng ta thấy là bất động sản nó lại có cái sự tăng trưởng ngược trở lại thay vì là nhiều người nghĩ là bất động sản sẽ giảm nhưng mà bất động sản Hoa Kỳ lại tăng ngược trở lại các bạn à, và cổ phiếu đó cũng có một cái sự tăng trưởng nhưng mà ngược lại một tháng qua đó thì crypto lại có một cái sự giảm xuống tại vì chúng ta đã thấy là giá đã đột ngột giảm trong tuần vừa rồi cho nên chúng ta mới thấy là crypto có phần trăm thấp hơn nhưng mà cái phần mà thuận vẫn liên tục trung bình giá hiện tại vẫn là crypto và đó là chiếm phần trăm lớn trong nhà đầu tư của Thuận và chưa nhiều rồi đó thuần không có chia sẻ thông tin với các bạn nhưng mà chúng ta cũng sẽ dành thời gian trong video này để chung minh giá các bạn tại vì thường đó, mỗi chủ nhật thường chung bình giá và đây là cái cao demo các bạn cũng nên nhớ là chúng ta bắt đầu từ tháng 4 của năm ngoái lúc đó giá của BTC là khoảng 46.000 đô và Ether đó là khoảng 3.500 đô thì mỗi tuần chúng ta trung bình giá vào cao demo này 100 đô thì ngay bây giờ đó chúng ta thấy là cao demo này đó là có lãi là 7.8 phần trăm cái lãi này đã lên tới hai mấy ba phần trăm các bạn nhưng mà các bạn đã biết là sau khi giá giảm tương vừa rồi đó thì vẫn còn lãi nhưng mà lãi đã giảm xuống rồi nhưng mà giá giảm cũng là những thời điểm tốt để có thể là tích lũy thêm đối với những bài nào mà chung mình giá dài hạn đó thì giá giảm là một điều không phải là xấu đâu nhất là những bài nào mà chưa có tích lũy đủ và chúng ta hôm nay đó cũng sẽ dành thời gian để mà trung bình giá Bitcoin và Ether các bạn thì uh, chúng ta hãy bắt đầu đi. Đối với là Bitcoin đó thì uh, các bạn hãy được là cái mức trung bình giá hơn một năm qua chúng ta mua là 23.626 thì hôm nay đó chúng ta sẽ trung bình giá 100 đô Bitcoin thì 100 đô chỉ có thể mua được 0.0038 bịch không mà thôi các bạn chúng ta sẽ bấm submit thì coi như chúng ta cũng đã thành công Trung bình giá cho tuần này và tới chủ nhật tuần lại sẽ tiếp tục Trung bình giá nữa với các bạn nhưng mà chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với ether các bạn thì ether đó cái mức giá trung bình chúng ta đã thu mua là 1.616 đô trong vòng hơn năm qua mỗi từ 100 đô thì đối với ether đó thì 100 đô bây giờ chúng ta có thể mua được 0.06 ether các bạn thôi nó submit thì coi như chúng ta cũng đã chung bình giá xong Ethereum cho Koudamo trong tuần này. Tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục nữa và còn một số những tin tức khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trong đó chúng ta có sàn Coinbase, thì sàn Coinbase đã ra thông báo là họ sẽ ngừng hỗ trợ trading cho những đồng đó chính là Bond Bridge, đồng Bond, Deriva uh, DAO, đồng DDX. Dạo này không có rõ các bạn Jupiter, đồng JOP này cũng sẽ được ngưng. MultiChain, Multi, -chain, multi uh, đồng OK đồng Voyager, đây là những đồng mà sẽ ngưng à, hỗ trợ bởi Coinbase vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 Thậm chí biết tới Palm Bridge, trang và Voyager thôi Những đồng kia thì không có rõ các bạn Thì biết tại sao mà Coinbase lại ngưng không hỗ trợ nữa Thì không có nói rõ trong cái thông tin được chia sẻ bởi Coinbase Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là ít ra trong cái list này đó Thì có Voyager là một trong những đồng mà đã được gọi tên bởi SEC là chứng khoán Nhưng mà ngược lại Voyager đó cũng là công ty mà đã khai bởi phá sản rồi Những đồng kia đó cũng có khả năng là không phải là tại vì SEC đâu Cũng có khả năng là tại vì cái volume giao dịch nó thấp quá cho nên à uh, Coinbase phải không hỗ trợ nữa các bạn. Nói tới SEC đó thì uh, chúng ta cũng có một số thông tin các bạn nhưng mà lần này đó thì uh, không phải liên quan đến sàn nào hết hay là liên quan tới Bitcoin Transport ETF mà liên quan tới một cái sự việc cũng khá thú vị thì SEC đó cũng đã kiện một cụ trung quý tại sở cảnh huấn ở New Jersey. Uh, vì lý do đó người này đã tạo ra một cái dự án lừa đảo thì người này đã lừa đảo tổng cộng là 623.000 đô từ 222 người đầu tư và những người đầu tư này đó là những người mà làm trong những ngành như là cảnh sát, nhân viên cứu thương, nhân viên cứu hỏa thì những người này đó đã bị dụ bởi cái người này, người này tên là John Di Savo. Thì John Di Savo đó đã thông qua mối quan hệ của mình và với cái chức vụ trước đây chính là trung quý của cái sở cải huấn ở New Jersey để mình nói với những người này đó là nên đầu tư vào một cái token gọi là Blazer. Token plaza này đó sẽ thay thế lương hưu cho người này và cuối cùng những người này đó đã đầu tư vào và người này đó đã gạt nói là đầu tư vào cũng tương tự như là đầu tư vào lương hưu FOKA và những cái quỹ đầu tư về hưu khác. Nhưng mà cuối cùng đó thì sau khi mà những người này đưa tiền cho thì DeSalvo, thì mặc dù John DeSalvo đã nói là cái số lượng token của John DeSalvo sẽ bị lóc lại trong một thời gian dài Nhưng mà sau khi mà nhận được tiền của những nhà đầu tư đó, giá cả tăng Thì John DeSalvo cũng đã xả hàng các bạn Và đây là một cái đợt xả hàng thông qua PancakeSwap dẫn đến token plaza này đã giảm 99.9% Và bây giờ đã SEC cũng đã cáo buộc là người này, các bạn có thể đón được là bán hợp đồng đầu tư bán chứng khoán mà không có đăng ký thì vẫn chưa phải là một cái điều kiện hình sự các bạn vẫn là một dân sự mà thôi nhưng mà người này sẽ phải đóng vạc và sẽ phải trả tiền lại cho những cái nạn nhân nói chung đó, thì đây cũng là một cái điều thú vị tại vì chúng ta thấy là sec đó tuy cũng có những hành động trong crypto này nhưng mà hầu như cũng đã giảm bớt đi không còn giống như tấn công những dự án lớn hay là những sàn lớn nữa mà chuyển qua những cái dự án nhỏ hơn thì cũng có khả năng là chúng ta sẽ từ từ thấy SEC đó không có chú tâm vào crypto nữa Tại vì chúng ta cũng đã biết là Gary sự bây giờ muốn chuyển qua AI Có thể là tại vì bây giờ là đại ca BlackRock tôi tham gia vào Cho nên cũng không muốn đụng đến crypto nữa Chúng ta hãy xem như là thế nào các bạn Và John Hodgkinson cũng đã nói về SEC Nói là không có quan tâm đến việc SEC đó có kiện Cardano hay là không Tại vì trên căn bản cho John Hutchinson, và tôi nghĩ là điều này là đúng SEC tấn công thì crypto đó không liên quan đến luật của chứng khoán mà trên căn bản đây là một hành động chính trị và điều mà SEC muốn đó chính là quản lý những sàn giao dịch đó là cái nơi mà tất cả những đồng để giao dịch đó là cái nơi tập trung mà khi mà quản lý được sàn giao dịch thì sẽ quản lý được nhiều đồng họ không cần phải đi kiện từ đồng một như là liên quan tới XRP nữa cho nên không lý do gì mà SEC sẽ đi kiện nhân đồng như là Cardano Tại vì nếu như vậy thì nhân lực làm sao mà đủ các bạn dùng trường crypto này có biết bao nhiêu đồng Chỉ tính những đồng lớn mà thôi đó Thì có nhiều đồng trong top 10 Có rất là nhiều tài nguyên các bạn Họ có thể kiện tụng với SEC Mỗi lần mà kéo dài hai ba năm như vậy đó Thì chưa chắn là SEC đã thắng Và tốn kém biết là bao nhiêu Cho nên cái mà SEC muốn đó là quản lý dân sàn giao dịch Có nghĩa là miễn là sàn giao dịch bị quản lý bởi SEC và chấp nhận những đồng này là chứng khoán thì những đồng này có chấp nhận họ là chứng khoán hay không cũng không quan trọng tại vì nếu như họ muốn giao dịch trên sàn như là Coinbase thì vẫn phải đăng ký với SEC đó là cái cách mà SEC muốn tấn công thị trường này nhưng mà điều đó đó các bạn đã thấy là nó không dễ dàng như là Gail Gansler nghĩ Không nghĩ là Gail Gansler nghĩ đến một ngày nào đó đó mà một thẩm phán lại nói XRP không phải chứng khoán Và họ cũng không nghĩ là những cái công ty crypto đó chống trả lại nhiều như vậy các bạn Và những công ty crypto lại có nhiều tiền như vậy để có thể là kiện tụng với SEC Và không dễ dàng thúc phục và thông tin kế tiếp này là liên quan đến à, những bạn nào mà ở Hàn Quốc Thuận không ở Hàn Quốc cho nên cũng không có rành Nhưng mà dựa theo thông tin này đó Thì XRP là một cái đồng mà đang được rất ưu chuộng à, Với những người mà trade crypto ở Hàn Quốc Đặc biệt hơn đó là những người ở độ tuổi 20 đó Thì họ giao dịch đồng XRP rất là nhiều à, Khoảng chừng 20% của tất cả trader trong độ tuổi 20 Đã ít nhất là đã trade token này và những người mà ở trong độ tuổi 30 tới 50 tuổi đó à, Thì cũng là những người mà trade đồng XRP Trong đó chúng ta có khoảng chừng là 14% của những người trong độ tuổi 50 Nhưng mà trong độ tuổi 30 trader cũng thường hay giao dịch XRP Và những người trong độ tuổi mà 60 trở lên đó, thì cũng có khoảng chừng 13.8% là dịch XRP và những người trong độ tuổi 40 đó thì có 11.8% giao dịch XRP. Nói chung, XRP là một đồng mà được giao dịch thường xuyên và cũng được nói đến trong cộng đồng trade ở Hàn Quốc. Nhưng mà nào mà sống ở Hàn Quốc, đó, biết thông tin hãy comment bên dưới coi coi là có đúng gì hay không. Đây là thống kê à, được chia sẻ bởi một cái sàn ở Hàn Quốc có tên là Bitsum. Và thông tin kế tiếp thì liên quan tới CBDC các bạn tiền kỹ thuật số của quốc gia và lần này đó là thông tin à, đến từ nghiên cứu của ngân hàng trung ương của nước úc thì nhưng hàng nước Úc cũng đã nghiên cứu xem coi là có CBDC thì có hại gì và có lợi gì thì họ cũng đã liệt kê một số những cái lợi ích nếu có CBDC à, họ nói là có thể di chuyển rẻ hơn CBDC à, có thể hỗ trợ những cái à, ngành công nghiệp khác nhau à, có thể là có những cái lập trình smart contract trên đó vân vân nhưng mà những điều này đã cũng là điều chúng ta thường hay nghe rồi nhưng mà cái điều mà thông cảm thú vị hơn đó là ngân hàng trung ương của nước úc nói nếu như mà có CBDC thì sẽ mở đầu cho một cái kỷ nguyên token hóa các tài sản và token hóa những tài sản này sẽ được giao dịch trên sàn giống như là token hóa bất động sản, token hóa bất cứ những tài sản gì bạn còn có thể nghĩ đến và có thể giao dịch thông qua CBDC các bạn và đây là điều thú vị tại vì các bạn đã biết là ở Singapore họ cũng nghĩ như vậy, black cũng như vậy cái tương lai đó chính là token hóa tất cả và giao dịch một cách giống như là token hóa tài sản crypto vậy các bạn và CBC đó tôi nghĩ sẽ là một phần quan trọng trong đó và nó sẽ thay thế những stable coin hiện tại à, và các bạn cứ nghĩ đi nhiều người đang thì nghĩ đến CBDC tiền của số quốc gia là một cái gì đó để mà quản lý người dân trong việc chi tiêu nhưng mà nếu như mà tất cả token hóa và giao dịch sử dụng CBDC là cái đồng ổn định giống như là stable coin hiện tại thì các bạn uh, cứ nghĩ đi không những là có thể quản lý được tiền tệ mà quản lý luôn cả tài sản của người dân và chúng ta cũng thấy là ở trong cái nghiên cứu đến từ ngân hàng trung ương của nước úc đó họ cũng đã để rõ là sẽ tạo điều kiện cho những công ty tư nhân token hóa có nghĩa là họ sẽ tạo những token à, để đại diện cho tài sản thật ngoài đời nhưng mà sẽ giao dịch thông qua CBDC và nói tới singapore đó thì đây là thông tin thường cảm thấy nó cũng ngô ngộ các bạn nói chung thì có một ngân hàng ở singapore uh, ngân hàng này rất là lớn có tên là dbs thì ngân hàng này đó họ đã tạo ra một cái nơi ở trong sandbox ở trong metaverse có tên là dbs better world thì trong cái nơi này đó họ muốn gây dựng một cái hệ thống cho bất cứ ai tham gia để mà giải quyết cái vấn đề liên quan đến lãng phí lương thực Thường cũng chưa hiểu rõ tại sao một ngân hàng họ tham gia vào Metaverse nhưng mà lại tạo ra một cái nơi để mà quản lý việc lãng phí lương thực. Nhưng mà đây không phải là ngân hàng đầu tiên nữa các bạn chúng ta cũng đã biết là ngay cả HSBC. Chúng ta biết đây là một ngân hàng mà cực kỳ ghét crypto nhưng mà họ cũng đã mua một cái miếng đất ở trong Sandbox. Và Thường cũng đã nhớ là KPMG hay Deloitte gì đó cũng đã mua một cái miếng đất ở trong Sandbox hay là ở trong Decentraland. Thì nói chung những công ty họ cũng mua những cái bất động sản ở trong những cái thế giới ảo này các bạn Nhưng mà để làm gì thì thường cũng chưa rõ hiện tại Bây giờ thì khám phá mà thôi chứ còn kiếm được tiền thì vẫn chưa đâu các bạn Và chúng ta cũng đã thấy là những người nào mà đã từng tham gia vào Decentraland thì cũng đã biết là cái hình ảnh trong đó cũng không phải là đẹp đẽ gì đâu các bạn chúng ta cũng có thông tin liên quan tới samon free thì samon free chúng ta cũng đã biết ngày hôm qua đó thì à, nói là à, không có ăn uống à, được những thức ăn chay ở trong tù dẫn đến là cái cơ thể nó bị suy sụp và cũng không có đầy đủ thuốc à, ảnh hưởng đến việc là samon free à, có thể chuẩn bị để mà bảo vệ mình trước tòa. À, thì bây giờ đã dựa theo thông tin mới nhất từ tòa thì hầu như tòa án bây giờ đó không đồng ý cho Sam Free được tại ngoại nhưng mà nói là có thể gặp mặt luật sư bất cứ lúc nào miễn là cho biết trước 48 giờ và phải gặp mặt ở trong một phòng ở trong nhà tù chứ không thể rời khỏi được à, thì ít ra bây giờ Sam Free cũng có thể gặp được luật sư bất cứ lúc nào muốn nhưng mà phải cho biết trước 48 giờ và đương nhiên chúng ta cũng đang chờ đợi Ngày 2 tháng 10 các bạn, ngày đầu tiên khi mà cái vụ kiện này sẽ bắt đầu ra tòa Salmon Free bây giờ đó, mặc dù đã được xóa một số tội danh, nhưng mà các bạn thấy là vẫn còn khoảng chừng là 12 tội danh hình sự hiện bây giờ vẫn đang nhắm về Simon Free và khả năng nếu như mà bị kết tội đó thì vẫn sẽ vô tù một thời gian dài đó các bạn. Và yeah, thông tin cuối cùng đó, à, thuận thực ra cũng không có thời gian để mà chia sẻ một bài viết này. Thì bài viết này cũng rất là dài, nhưng mà đây là bài viết liên quan tới Mo Thai Chen. Chúng ta cũng nên nhớ đây là một cái dịu lùm xùm. À, cái người đứng đầu biến mất và không biết tại sao mà có nhiều tin đồn đó là đã bị bắt ở Trung Quốc. Đáng tiếc đó tin tức này bây giờ đã gần như đã được xác nhận rồi các bạn. CEO của cái giao thức này đó đã bị bắt ở Trung Quốc vào ngày 21 tháng 5. Đây là thông tin mới chúng ta nhận được và thậm chí có nhiều người nói là có nhiều cái nhân vật core team nhân vật chính ở trong cái giao thức này cũng đều bị bắt ở thượng hải và sau khi mà nghe thông tin này đó thì nhiều người cũng đã tìm kiếm thật ra nhiều người đầu tư lưu trữ mô thời trang nhưng mà cũng không có hiểu rõ ai đang đứng sau lưng các bạn và chúng ta thấy được là có rất là nhiều những cái thông tin được chia sẻ ở bên trên này để thực sự tìm hiểu ai đang đứng sau lưng à, có người nói đó người này đi chun là người đứng sau lưng nhưng mà người ta nói là không đầu cái người bên dưới này đó mới là người đứng sau lưng một thời trang nói chung thì bây giờ mọi người ở trên những cái mạng xã hội đó đều tìm kiếm thông tin tại vì chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó thông tin mà thôi chứ còn ở bên trung quốc đó thì vẫn chưa chia sẻ bất cứ một chi tiết nào tại sao người này lại bị bắt vì lý do gì có phải là liên quan đến rửa tiền hay là lừa đảo hay là vì một lý do nào khác chúng ta vẫn không rõ hiện tại nhưng mà cũng khá là đáng tiếc các bạn tại vì cái giao thức này thuận nhớ đó là bị hacker tấn công rồi sau đó CEO biến mất không ai biết lý do tại sao mà CEO lại có một cái khóa quan trọng và cái đội của môn thể nó cần phải có cái khóa đó để có thể đăng nhập vào cái server để mà uh, update để chống lại những cái du hát sau này thôi nhớ là như vậy đó nhưng mà tới cuối cùng đó thì chúng ta cũng đã thấy là bây giờ CEO đang ở trong tù ở Trung Quốc nhưng mà không biết, biết lý do tại sao và video này nó cũng khá dài rồi các bạn bây giờ là khoảng 11 giờ tối về Cali thôi sẽ cố gắng edit rồi sau đó đăng một cách nhanh nhất có thể và đây là tất cả những thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, BK, Binance và một số những dịch khác cho các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.